quý vị đã quay lại kênh. Kính chúc quý vị ngày mới nhiều sức khỏe. Và sau đây là phần cập nhật tin tức. Một học sinh ở Đắk Lắk treo cổ tự tử trước ngày khai giảng. Công an Bắc Ninh triệu tập giám đốc rút súng dọa, bắn vỡ sọ, người đi đường. Thái Nguyên, nữ bệnh nhân tử vong sau 2 phút điều trị tại phòng khám tư. Kho hàng ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội trong mưa, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Bàng hoàng vụ mẹ hành hạ con và cậu giao cấu với cháu ruột đến sinh con. Một học sinh ở Đắk Lắk treo cổ tự tử trước ngày khai giảng. Trước ngày khai giảng năm học mới năm 2020 đến năm 2021, N, 13 tuổi, học sinh lớp 8A4, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, tự tử khiến mọi người đau xót. Chiều 5 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương. Ngày 4 tháng 9, gia đình cháu N, tá hỏa phát hiện cháu trong tư thế treo cổ nên cấp tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tự tử, không có dấu hiệu hình sự nên người nhà nạn nhân không đồng ý khám nghiệm pháp y. Trả lời VTC News, đại diện trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường An Lạc, cho biết, em N, trong quá trình học rất ngoan và có thành tích học tập tốt. Sáng nay, khi trường chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới thì gia đình em N đến thông báo vụ việc. Nhà trường cũng vừa đến thăm hỏi và động viên, chia buồn cùng gia đình em, đại diện nhà trường nói. Được biết, trong thời gian nghỉ hè em N vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần vào năm học mới, em N có biểu hiện buồn bã. Người đàn ông cầm súng dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh là ai? Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập Nguyễn Văn Sướng và tạm giữ khẩu súng ông Sướng dùng để đe dọa người đi đường. Chiều 5 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn Sướng, sinh năm 1968, ở Lãm Trại, Vân Dương, thành phố Bắc Ninh để làm việc, đồng thời tạm giữ khẩu súng Sướng dùng đe dọa người đi đường. Thái Nguyên, nữ bệnh nhân tử vong sau 2 phút điều trị tại phòng khám tư. Chưa đầy 2 phút sử dụng máy massage phòng khám tư của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế cao Việt Nam, bệnh nhân đã bất tỉnh, tử vong bất thường, báo giao thông. Thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Nguyên, hồi 15 giờ, ngày 4 tháng 9 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế cao Việt Nam, địa chỉ tại Tổ 1, phường Phố Cò, thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ việc nữ bệnh nhân tử vong. Theo đó, chị Nguyễn Thị Bích, 1970, hộ khẩu thường trú tại Tổ 10, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế cao Việt Nam khám, điều trị. Đây là công ty có ngành nghề kinh doanh theo giấy phép là sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Cụ thể là sản xuất kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần để chữa đau lưng, thoái hóa đốt sống lưng. Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Cao Chuan Pao, sinh năm 1941, quốc tịch Đài Loan, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế cao Việt Nam đã trực tiếp sử dụng máy điện trị liệu của công ty, máy không rõ nhãn hiệu, để thao tác cho chị Bích. Sau khi xung điện được khoảng 2 phút, chị Bích bất tỉnh. Sau đó ông Pao và chị Đỗ Thị Quý Hằng, sinh năm 1976, là phiên dịch của ông Pao, đã gọi xe taxi đưa chị Bích đến bệnh viện xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi vào bệnh viện, chị Bích đã tử vong. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, người nhà nạn nhân cho biết, chị Bích bị tê, mỏi tay, cầm nắm không chặt nên khoảng 2 tháng nay đã thường xuyên lui tới khám, điều trị tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế cao Việt Nam. Theo đó, đều đặn từ 2 đến 3 ngày, nữ bệnh nhân trên đều đến châm cứu, mỗi tuần 2 lần đến massage bằng máy cầm tay hoặc ghế tự lưng, đầu. Hôm xảy ra vụ việc là lịch chị Bích đến massage bằng máy tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế cao Việt Nam.
Sáng nay, lực lượng giám định pháp y và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Qua trao đổi, gia đình nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Bích có thể là do bị điện giật vì máy massage hở điện. Hiện, gia đình cũng đang tập trung lo hậu sự cho nạn nhân, người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Bích nói. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Cao Việt Nam được cấp phép hoạt động ngày 9 tháng 10 năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên vụ án đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, thiết lập hồ sơ để điều tra, làm rõ. Kho hàng ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội trong mưa, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Chiều 5/9, ngọn lửa bùng phát tại kho hàng ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khoảng 15:30 chiều nay, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại kho hàng trên đường số 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, nên hô hoán, thông báo. Nhiều người trong kho hàng dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành do ngạt khói. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Một số người lo sợ cháy lan nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn. Thời điểm này, khu vực xảy ra cháy trời có mưa nặng hạt. Bà Rịa Vũng Tàu, cậu ruột loạn luân với cháu gái, bắt cháu trai đi ăn xin. Không chỉ bắt con, cháu đi ăn xin và đánh đập nếu xin không đủ, chỉ tiêu, người cậu ruột còn giao cấu với cháu gái khiến nạn nhân hai lần có thai, sinh con. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm Đào Văn Bé, sinh năm 1996, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra, xử lý về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hành vi hành hạ con cháu. Bắt đối tượng Đào Thị Gái, sinh năm 1982, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là chị ruột của bé để điều tra về hành vi hành hạ con cháu. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Đào Thị Gái có 6 người con. Khoảng thời gian vào đầu năm 2018, Đào Thị Gái và Đào Văn Bé đã bàn bạc và cho hai cháu D và Tia đi xin ở khu vực chợ Bà Tô, thị trấn Phước Bửu và các khu vực khác trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Bé và gái đặt ra điều kiện nếu hàng ngày hai cháu xin đủ 900.000 đồng về nộp cho gái và bé thì được ăn cơm với nước tương, nếu không thì bé và gái dùng roi cây, dây diện đánh, dùng vợt mũi chích điện vào người và bỏ đói. Trong khoảng thời gian sống tại nhà nghỉ T khoảng 3-4 tháng, bé và gái đã bắt các con, cháu đi ăn xin và hành hạ các cháu nhiều lần. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Đào Thị Gái cho cháu H, con của gái, ở chung phòng với bé và bé đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. Theo lời khai của các đối tượng, sau khi ở Xuyên Mộc được 3-4 tháng, bé và gái đưa các con cháu tới thuê phòng trọ tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để bắt cháu T và cháu Tia tiếp tục đi xin. Tại đây, bé quan hệ tình dục với cháu H, nhiều lần làm cháu H có thai và về bệnh viện Long Khánh sinh con vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Sau khi sinh được 4 ngày thì bé chở gái và bế theo cháu bé đi xin ở nhiều nơi, do cháu bé quá nhỏ nên bé và gái chỉ thực hiện được khoảng 1 tháng thì cháu bé chết. Tiếp đó, bé và gái tiếp tục đưa các cháu nhỏ về sinh sống tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và bắt hai cháu T và Tia đi xin, nếu hàng ngày xin không được thì bị hành hạ như đã từng thực hiện ở huyện Xuyên Mộc và tại đây bé vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H, khiến cháu bé tiếp tục mang thai, hiện được khoảng 3-4 tháng tuổi. Trước những hành vi nghiêm trọng trên, Công an huyện Xuyên Mộc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Với trường hợp của các cháu bé, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ, thực hiện công tác bảo trợ theo quy định. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký miễn phí và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.